Xin chào mọi người, hiện tại Lượng đang khu vực chợ phiên của huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Chợ này là chợ huyện khá là đông nhá. Trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người những cái ẩm thực ở chợ phiên này. Đây thì rất nhiều những cái món ngon nhá. Ví dụ như cái món phở người ta tự tráng, và thịt lợn đen và thịt gà nhá. Trước mặt mình đây là chảo thắng cố ngựa này, khá là thơm nha mọi người, rất là ngon này. Thấy những cái miếng thịt ngựa người ta vừa mới làm này, vẫn còn tươi và ngon nhá. Rồi thắng cố thì vừa sôi rồi. Đây có hai chảo ốc đậu to kinh khủng luôn mọi người ạ. Em gái cho anh hỏi em băm này để làm gì vậy em? Băm này làm gì đấy em? À, đúc lòng à? Đúng rồi. Trước mặt mình là cái mâm thịt lợn này. Con lợn này có vẻ khá là to mọi người nhá. Hai miếng gan to đùng luôn. Phở này nhà mình tự làm nhỉ cô? Vâng, phở cô tự tráng. À, tự tráng tự thái luôn. Tự tráng. Vâng. Em gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Năm 16 ạ. 16 ạ. Là ngày thường đi học còn chủ nhật ra đây hộ bố mẹ. Vâng. Chịu khó thế. Này là sáng đến cô đi lấy xong về làm tại đây luôn. Sáng này đi lấy về thì làm về thịt về băm. Vâng. Băm thịt, băm nhân các thứ thì làm đây nó tiện hơn nhiều cô nhỉ, làm hơn làm ở nhà. Và ở nhà vẫn làm em ạ. Vâng. Bán phở ở nhà. À, nhà vẫn bán phở ạ. Nhà bán phở thì cũng phải làm lòng một tí, với chứ có một tí kiểu khách về lắm. Vâng. Quay phải làm cho các cô thấy. Ở đây cái mâm thịt lợn này, thịt mặt lợn này, chân giò khá là ngon nha mọi người ạ. Đây thì thịt lợn đen. Đây. Rất là ngon nha mọi người ạ. Khá là thơm luôn ấy. Chết. Ở cái mâm này mình trông khá là hấp dẫn này. Cái này tiêu toàn là thịt lợn đen nhỉ chú nhỉ? À vâng. Đây gà. Chú
Ấy ô, phải chăng nè, thu nè. Cái nó chơi lắm. Nó chơi lắm. Nó chơi không nào, ăn không hết là chưa đâu nghe. Nhưng mà cái người nùng này á, bên ghê thật. Còn nói cái cô làm thế tay nào còn đất cả. Cô ạ, giờ ra được quần thịt tay khô mà thật tay của cũng còn thịt tay mũ lõi em có ra. Đây mâm thịt nóng hổi người ta vừa mới vớt ở trong nồi ra này. Chân giò đây khá là to mọi người ạ. Cái này con này chắc phải tầm trên tạ nhỉ cô nhỉ. Nguyên cái chân giò này nó chơi mấy cân nhỉ cô? Cái này này, cái to này này. 4 cân 8 cơ ạ. Lượng khá là to. 2 cái đều 4 cân 8 cả. Ở góc bên này người ta làm bánh trôi này để phục vụ bà con đi chợ nha mọi người ạ. Cái mèn mén này mình đến chợ mới nấu hả chị? Hay là nấu từ nhà? Giờ mình gọi một bát phở ra để thưởng thức nhá mọi người ạ. Mời mọi người ăn sáng cùng mình. Như vậy thì mình vừa đưa mọi người đi khám phá và trải nghiệm xong khu vực ẩm thực của chợ phiên Simacai. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.